mà tình yêu không còn duyên kiếp. Sáng hẹn cách ngăn vì không một đằng hồ đôi đêm cuối cùng tình yêu ngăn lối. Anh Lê Dũng, nàng còn tìm gặp tôi làm chi nữa? Khi ngựa hồng đã sắp nện gió câu qua dặm cát ngàn lao. Anh Lê Dũng, buổi ban đầu mình đã nói tiếng yêu nhau, giây phút cuối không lẽ không có một lời từ ta? Giây phút cuối có còn gì cho nhau nữa? Tôi cúi nẻo trời, còn em ở lại phòng quê. Lê Dũng, Lê Dũng ơi, có buồn nào hơn bằng kẻ ở người đi. Đi, mái tóc xanh, anh hãy nhận lấy mái tóc xanh mà nó từng ve vuốt trong những ngày đầu chung mong. Kim Phương, có phải em đã? Phải, em đã cắt mái tóc luôn mềm lạ lắm. Mà mấy đêm rồi thấm ướt lệ tàn cánh, bởi đôi ta mộng ước không thành, nên em mới tìm lãng quên trong vuông chiều mò sông. Trời ơi, một mái tóc xanh còn đâu trên bờ vai thon nhỏ. Kim Phượng ơi, sao em lại bỏ lỡ một chuyến đi trong ngày xuất giá, ôm trọn niềm đau với một mối duyên hờn. Cha mẹ đôi bên đã chẳng cho ta sum họp một nhà, thì chờ đợi làm chi cho già thương nhớ. Lỡ tuổi xuân thì già trẻ chiếc du quy, nghe lời anh thương hay về đi, để xác pháo hồng sớm mai rơi đầy lối nhỏ. Đưa tiễn người đi tận ngoài sương gió, ôm tóc người yêu mà nhớ bạn chung tình. Hãy về đi Kim Phượng, thương tiếc làm chi một kẻ cuối trời. Kiếp này ta không còn cuộc vui, đời kiếp khác mình cùng nhau sum họp. Dù môi anh đã đem tình em vào tận làm thân kim chỉ lúc con Phật đài em là một ni cô. Đêm từng đêm nghe trong giọng miền xưa, anh cũng ngờ tiếng chuông chùa ngân điệu. Tuy mình xa nhau bằng hình giới bóng, nhưng gần nhau hơn qua ý sống mơ cuộc đời. Sẽ cầu nguyện đêm ngày, em sẽ xin ơn riêng Đức Phật che chở cho anh trên dặm ngàn sương gió. Liên Dũng, Kim Phượng, Kim Phượng ơi, tôi với nàng cùng chọn một lối đi, nhưng cuộc sống mỗi người riêng sự,
người chốn buồn đau vào lời kinh tiếng kề. Kẻ đêm thương sầu nơi quan tái mịt mờ xa, nếu có ngày nào tôi trở lại kinh đô gặp người yêu cũ chắc nàng sẽ hồi. Tin chủ là ai từ phương nào tới, tôi sẽ niệm Nam Mô để thay tiếng trả lời. Vì trước mặt tôi em là một đi cô, lời ân ái đâu còn như khi gặp gỡ. Tương gian ngăn cách đôi bờ, bởi chẳng bao giờ mình gặp lại nhau đâu. Sao không nghe hồ chiên trống mà chú chùa nào đọc giọng tiếng ngân nga? Đây là đâu? Sao đôi mắt của ta lại u tối một màu đen ảm đạm? Mô Phật, xin người hãy an tâm tịnh dưỡng. Lạ kìa, ta vừa nghe được tiếng của người quen. Ai, ai đó? Ngô Phật, tôi là một ni cô. Người là một ni cô? Người có thể cho tôi biết qua danh tánh? Thưa ngài, pháp danh của tôi là Diệu Hạnh. Không, tôi không hỏi pháp danh của một kẻ tu. Nhiều kệ kinh, nhưng tôi muốn tỏ tường rõ ràng danh tánh. Ai mới thốt ra tiếng ngọt ngào như từ ngày xa xưa? Lo tình dưỡng đi, kẻo bên tình đáng nguy. Một ni cô nơi ám vắng, trong một ngôi chùa nơi núi thầm. Nhớ ra vua biên ai lạnh lùng, tôi cùng ba quân và tướng sĩ. Sau nay lại ở trong một ngôi chùa lạnh lùng tôn nghiêm. Đã một đêm qua ông mê man bất tỉnh, người ta đưa ông vào đây tạm nương náu ít hôm.
tôi được bạn của ông vừa kể lại rằng ông ngất liệm mà trống tay không rồi xuôi tóc. Phải rồi, xuôi tóc đó đâu rồi? Hãy trả lại cho tôi, hãy trả lại cho tôi. Ông ơi, xuôi tóc năm xưa tôi đã chôn sâu trong lòng đất lạnh, và sau khi gia từ dị dạng, tôi đã chôn lấp đời tôi theo mồ sớm chuông chiều. Trời, trời ơi, tại sao người ta lại che kín mắt tôi, không cho tôi thấy dung nhan ngày cũ? Cục hải phượng của tôi đang nghẹn ngào, nức nở và đang rơi những giọt sầu trên đôi má của tôi chăng? Vậy tôi chính là Kim Phượng, cô thôn nữ Lý Gia Trang buổi trưa. Kim Phượng, bố của tôi, Kim Phượng. Phượng đâu rồi? Tại sao không trả lời tôi? Tại sao lại bỏ ra đi khi chưa tàn cơn tâm sự? Đi cô Diệu Hạnh đâu rồi? Đi cô Diệu Hạnh đâu rồi? Bụi tao phùng chỉ ngất ngùi bấy nhiêu thôi, và bây giờ đã đến giờ ly biệt. Khoan, Kim Phượng ơi, lần tái ngộ còn đỡ đau gấp trăm ngàn lần ly biệt thôi, thì mình chia tay lần này là lần chót, em ở lại thiền môn còn tôi vẫn nặng kiếp phiêu bồng. Tôi chẳng còn ước còn mơ mộ tôi tao cùng suối tóc mây, em đã vùi chôn dưới ba tấc đất là đứt đoạn tình rồi, tôi nuối tiếc gì đây? Non nước này mình còn gặp nhau chăng là chung góp một tình thương đồng loài? Người cầu nguyện cho dân an quốc thái, còn tôi đem kim cùng dình giữ sơn hà. Hồi chuông đầu giữa buồn nhân thế, trong chiếc còn giọng phía trời xa. Lối đi đã chọn lâu rồi, hai nẻo đường đợi ta dịch biệt từ đây. Kim Phượng, Kim Phượng. Có hai người mái tóc còn xanh, mà tình yêu không còn duyên kiếp. Sang hẹn cách ngăn vì không môn đăng hộ đôi, đêm cuối cùng tình yêu ngăn lối. Đêm cuối cùng nói tiếng chia buồn. Kim Phượng, quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca cảnh Nico và Kim Sĩ với phần dự thi của thí sinh Nguyễn Quang cùng với sự trợ diễn của nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm. Cảm ơn Thắm nha. Dạ. Cảm ơn Thắm đã hỗ trợ rất là nhiệt tình cho Nguyễn Quang trong cái phần dự thi này. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn ạ. Sau khi mình diễn xong, mình thấy tự tin không? Dạ, tự tin. Tự tin. Dạ. Dạ thì bây giờ mình nghe ý kiến từ các vị trong ban giám khảo. Xin mời giám khảo Thoại Mỹ. Quang ca, chị Mỹ thấy Quang tự tin và ca rất là thoải mái, giống chú Minh Cảnh rất là nhiều luôn nữa. Từ cái dáng đi này kia nọ rất là giống. Các bạn làm cho Mỹ rất là ngạc nhiên với các bạn. Từng vòng các bạn thay đổi và tiến bộ rất là nhiều. Chúc mừng Quang. Dạ, dạ. Cảm ơn chị Thoại Mỹ. Và tiếp theo xin mời ý kiến từ giám khảo Thanh Hằng.
Chị muốn nói cùng với Quang, vào cái vòng này rồi thì các em ngang tài ngang sức với nhau, và các em đã thể hiện theo mỗi một cái phong cách của một người nghệ sĩ mà các em thần tượng nó khác nhau. Có một điều mà chị phải nói là chị khen Quang, em đã khéo chọn cái trích đoạn này. Tiết mục này phải nói chung là ít có người nghe, mặc dù là nó lạ thật, nhưng mà em cất cái giọng ca lên thì người ta vẫn nghe là tiếng của anh Minh Cảnh. Từ cái em nói mà bị có những cái chữ hơi bể âm chút xíu cũng giống nữa. Cảm ơn em, chúc mừng cảm ơn em chị. Dạ. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Em xin mời anh Kim Tư Long ạ. Để anh tiếp lời cho hai Thanh Hằng á, Nguyễn Quang chọn cái ca cảnh này nó là một con dao hai lưỡi. Sự thật mà nói á, nếu như mình chọn một cái trích đoạn nào người nghe biết nhiều hơn thì họ sẽ dễ cảm. Đó là một cái điều thuận lợi. Nhưng con dao hai lưỡi là có nghĩa là người ta sẽ nghe, người ta nói anh này ca không giống danh ca Minh Cảnh, không giống chỗ này, không giống chỗ kia. Lâm nghĩ đây là một quyết định táo bạo của Nguyễn Quang, đã chọn một ca cảnh mới toanh luôn để trình làng. Và ngày hôm nay á, khi mà Nguyễn Quang ra hát, từ cái điệu bộ cho đến cái cách hát vẫn là cái âm, cái cách ca của anh hai Minh Cảnh. Chỉ có một điều, Nguyễn Quang ca hơi bị trép nhiều hơn. Giọng anh hai Minh Cảnh là, thí dụ cái trép này nó 10 á, thì giọng anh hai Minh Cảnh chỉ khoảng chừng 8 thôi. Cái độ ấm nó nhiều hơn, độ rung nó nhiều hơn. Hôm nay quả thật là Quang đã làm một cái đột phá khi chọn cái ca cảnh này. Và Lâm hy vọng rằng số điểm của ba giám khảo sẽ dành cho Nguyễn Quang có cộng thêm cái sự táo bạo đó nữa. Dạ, xin cảm ơn những lời chia sẻ từ ban giám khảo. Và đúng là bạn ấy đã làm một cái việc hơi táo bạo, nhưng có lẽ là bạn ấy đang rất tự tin với cái giọng hát của mình cũng như là những gì mình thể hiện, cho nên mới quyết định chọn một cái ca cảnh mà như anh Long nói là ít người biết đến. Và cũng chúc cho Quang sẽ gặp được nhiều may mắn cũng như là sẽ có được điểm số cao từ phía các vị trong ban giám khảo nha. Cảm ơn Quang. Cảm ơn.